快点快点，喂喂喂喂喂喂，等，咱们等，咱们等，快点，哎，嘣。Hôm nay mình sẽ chơi thử game của tên là Song of Lulu. Đây là một trong những nhân vật gọi là trong liên minh huyền thoại, trong cái game liên minh huyền thoại các bạn. Đây là phút đi của cái game này các bạn nhé. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Kích thước tiếng Anh hình ok. Sao ta? Trò chơi mới của mình mà. Trời ơi. Hello. Quý lắm. Các bạn chơi liên quân có liên minh huyền thoại có giờ chọn nhân vật này chưa? Tại thường mình chơi mình lựa mấy con như là bắn cung, mấy con kiếm bự các bạn, đa phần điều khiển mấy con đó. Mấy con này có thấy là điều khiển rồi, con nó cũng nhiệt mạnh lắm các bạn ạ. Thấy game này nhiều người yêu thích á, cũng nhiều bạn nói nên mình cũng tải về để trải nghiệm thử các bạn nha. Bạn ủng hộ thì mình sẽ chơi tiếp. William, cô đang ở đâu? William là con cái con người bự đúng không? Lesson đi bạn ơi, tớ chẳng thấy cậu đâu cả. Chơi trúng tiền mà. Này. Nhức nở. Ê, ê, có người nào xóa cái nền kia không, nhìn nó xấu xấu rồi sao á? Âm thanh không, cái này không ta. Cái trò chơi phụ đề không, trợ năng là màu phụ đề đúng không? Nhưng giờ nền hả, cái nền đi cần cho đẹp. Xuất hiện được chưa? Không, tớ bận chơi rồi. Ở cậu kia. Hang on, almost there. Cố lên rồi, tới nơi rồi. Quên rỉ lên rồi. Cậu có sao không? Trong cậu lại không ổn. So, if you're not okay, just roar or cry or anything. Mệt thiệt rồi. Na là hãy đứng lên. Cảm ơn đấy. Ủa ai vậy? Willem. The ice witch. Bộ phù thủy băng. 3 ngày trước. À, vậy là bây giờ bắt đầu vô cốt truyện đúng không? Tức là kể lại 3 ngày trước là chị đúng không? Rồi cuối game mới quay lại chỗ này đúng không? Hãy nhớ lấy ta Lulu. Nhớ lấy trái tim màu lam. Ngọn lửa xua tan bóng tối. Ánh nền thắp sáng đêm đen. Trời ơi, con phải đi tìm nó, Lulu à. Tìm thấy nó cũng là tìm thấy ta. Chị đang ở đâu? Hãy tìm tới ngọn núi có cánh. Từ từ tăng âm thanh lên nghe nó sướng vô tai kìa. Nunu, một cậu bé chưa kịp đọc luôn á. Trời ơi, nhìn mặt kìa. Suốt ngày. Ok, đi nào. Ở dốc rồi. Mở khóa thuật ngữ mới. Cây sáo phép thuật của Nunu. Cây sáo này bị gãy vào lần đầu tiên Nunu và Quên gặp nhau. Nhưng được đã sửa lại bằng chân băng. Để ca hát mà còn để hóa giải một phép thuật. À rồi ok. Không biết nó sở hữu mấy kỹ năng trong cái game liên quân không ta? Liên minh chứ. Liên minh huyền thoại là nè. Ôi trời, màn hình đẹp quá các bạn ơi. Đúng là mình không chơi là một cái gì đó thiếu sót. Trời ơi, lớn thì chơi kỳ quá anh ơi. Very funny. Hài hước ghê. Hài hước ghê. Ha ha. Bọn mình đồng hành cùng nhau tới đâu rồi mà cậu vẫn luôn là tới ngạc nhiên như vậy. Mùi này sao mà giống như cát ấy. It's good. Ôi thật là tươi. Trời ơi, ăn mà không có một chút tự trọng gì cả. Hello. Ê, sao hơi lắc. Để tôi coi thử nha. Khó chịu. Sorry.
Xin lỗi nha, lỡ phá đồ của anh rồi. Thôi mà, đúng thế, rốt cuộc chúng ta đến nơi. Phương Bắc vô định. Đó vui quá, đây sẽ được lưu đến đời chúng ta. Bạn mình ơi, này bạn mình, cấp trời có nhảy được đâu. Thế không, bạn bè xấu, đi không bao giờ chờ nhau. Ngon. Không sao, có nhỏ con mà, nhiều khi nhìn không ra. Em cao sâu tới thông cảm nha. Ok. Từ đêm qua tới mơ thấy mẹ. Sao? Khi mẹ nói với tớ trong mơ, cảm giác như là mẹ tớ vẫn còn ở đây. Ừ, tớ hiểu mà. Mẹ luôn nói tớ cần phải đi tìm trái tim màu lam. Tớ không biết tim màu lam này là gì. Nhưng đêm qua mẹ nói tớ nằm ở ngọn núi có cánh. Ok đi thôi. Đây là một phần câu chuyện trong liên minh các bạn. Liên quân, liên minh. Tôi cứ nhầm hoài nha. Liên minh, liên quân khác nha. Mà thường tôi chơi liên quân điện thoại nhiều hơn các bạn. Là tôi quen được chuyển màn hình nó dễ. Chơi kia được bằng chuột click click nha. Tôi chơi không có quen yeah. Ok. Đi qua đây đúng không? Trời ơi, chạy dễ thế. Cấp cả Rubat cũng không có được chúng ta. Trời dễ thương quá. Wow, chặt chạy nơi kia rồi. Ngọn núi có cánh. Đâu, cánh đâu? Mọi người, có ai thấy cánh không? Hoài nghi. Thì đó là ngọn núi. Kia trông giống đôi cánh xưa. Tự như chim đâu à, hai cái ngọn núi với cái cánh hả? Trời ơi em ơi, game cứ đánh đố tôi và chết rồi mày nữa bưởi. Để tôi coi thử nó có lắc qua không nha. Nếu lắc qua tôi sẽ hạ cái cấu hình nó xuống, tại đang chỉnh là max setting luôn á, full HD max setting ATPU. Look at that, are they wolf ships? Mai mốt tôi sẽ gắm cái màn phụ vô nó sẽ ổn hơn. Tại GPU gắn với màn hình lớn để hiệu năng sẽ tốt hơn. Ừ trời ơi, leo. Trời ơi, lâu rồi tôi mới được chơi cái game mà kiểu leo trèo vậy đó các bạn. À đó, thấy không? Đấy, game này có cái nhược điểm. Ây, ây da. Thế à? Ôi giống thằng tới 34 quá à. Làm tôi nhớ mấy cái game mà leo trèo bay nhảy hồi xưa chơi đó các bạn. Một thời đam mê luôn á. À, mấy em nhảy xuống ha. Một thời đam mê mấy game bay nhảy luôn á. Một phải tắm đắm ở đây chúng ta. Tôi bị chung vui. Đồng ý. À con tài bị đắm đây ha. Trời ơi chết. Tớ từng ở trên con thuyền thì có hoang giống như này. Cái mẹ đấy tò mò. Phải, mẹ kể rằng nó đó rồi. Từ đời đại đại chiến ba chị em. Trông nó hợp như này này. Tôi thấy giống con tàu đắm trong cái Assassin's Creed đó các bạn. Phiên bản Rogue. Tàu đắm ở miền Bắc Cực đó. Hơi lắc ha. Hơi lắc. Xuống bạn ơi. Thật ra hạ có hình xuống cũng được. Tại vì đồ họa mình nghĩ cũng ở mức tầm trung thôi. You see that? Kinh ngạc. Đồ họa giống game Overlord 2 cũng na ná vậy. Thuật thử mới. Nghĩa địa chiến gì chiến hạm. Rồi ok hiểu. Nói chung là bị phép thuật cổ xưa đúng không? À nguyên cái phép thuật có đánh là làm cho nguyên con tàu nó bắn ha. Dễ đoán.
biết đâu nhờ game này mà anh em có cảm hứng chơi Liên Minh. You're ready to lose again. Tự đắc. Sao? Tôi đã thắng à? Đã tá trận gần đây mà sao được? Prove me wrong. Xem mèo nào cắn mấy bạn. Xin thưa quý vị, ê nhà vô địch Nu Nu và Huy Lu, Yeti cuối cùng của gì? Renutera. Đập làm gì? Ném tuyết, mày, ấy chà, trời ơi, ném tuyết à, ôi, làm gì, ôi, đừng hông, đừng có mơ, ném tuyết nè, mày á, ôi à, ném nè, ôi à, chết, đừng hông, mày chắc cái, ấy chà, đừng hông, không lo, dài à, ném tuyết anh hả, trời ơi, ôi trời ơi, dở quá anh ơi, ấy chà, hém tuyết nè, ơi, ấy da, trời ơi đau quá, yes, yeah, hấp dẫn, đâu, mày á, ơi, ấy da, ném này, trời này, rồi xong, ơ đau quá, rồi xong được nhẹ, thấy không, yeah, tôi là người chiến thắng các bạn ạ. À. Tỷ số nghiêng về tôi. Không đồng ý. Okay, a small lead, but a lead is a lead. Trời ơi, bà chơi với nhau vui mà anh em nhường nhau đi. But we'll never do it. Chẳng có trận em tiếp nào giống như ở Logan đi đâu. Good idea. From đây đấy. We should be able to see the wind mountain. Đây con cái con này cái kiểu nói giao tiếp giống cái con mà con gì trong cái Star Wars. Chewie á, ừ. Bắt trước tiếng nổ. Chính xác. Ooh. Giờ mình biết là phải làm gì với cái đó rồi. Wait for me, Willem. Nữa. Nhảy đi nè, ai à, bấm đây đúng không? À thế à. Rồi. Huh. That looks easy. Hold on, Willem. Ý anh em chờ nhau. Trời ơi. Cười nữa. Rồi xong bên. Thấy bạn tốt rồi vậy đấy. Tốt rồi cười nữa đâu các bạn ạ. Ok. Careful. Cái gì? À rồi ok hiểu. Oh yes. Oh. What the hell? Huh? What? Không ta lên này luôn. Okay. Trời ơi, vậy luôn. Wait here. I'm investigating. À, hai cái hả? Hey, hey. Did you miss me? Có nhớ tới không? Đấy, bạn chí cốt đấy. Ừ. Say hi đi. Yeah, high five. Rồi tao đi trước luôn bên. Đi. Trời ơi. Xuống. Ok, rồi. Let's go. The cave is closing. Nhìn kìa, chiếc hang giờ đã mở gần hơn rồi. Trời xuống hang mất rồi. Thấy chưa kịp luôn á, đẹp luôn á, mấy bố này kỳ quá. Yeti catapult, another two. Okay. You should line the mast up. Làm sao nhỉ? Về đi hướng. Ấy là tôi không biết đi hướng nào mà. À, hướng này đúng không? Tắm lên được nha. À, giải đấu cũng không đơn giản các bạn. Làm sao nhỉ? À, đúng rồi. Ok. Lên. Ok.
Dãi. Ê. Rồi, ok. Ok la nha. Không có trúng, trời đất ơi. Trong nội nè. Ờ, sao nhỉ? Nó chết rồi. Không có trúng bạn ơi. Xa quá, vấn đề là xa quá. Khoan. Khoan nè, giờ lại nè, hình như là không đúng rồi đó. Going up. Trời, sao buồn vậy nè. Trời ơi, hãy hụt ghê. Không, nó phải sao ta? Quay để suy nghĩ. Không, tôi hiểu rồi, hình như vậy nè. Cái gì già, cái này hơi khó leo nha. Ý sao vậy? Khoan từ, tôi là thánh chơi em giải đố mà không lẽ tôi không giải được cái này. Ý là nhìn nó có cái đường leo leo kia kìa. What the fuck, cái gì vậy? Cái con chưa nó chửi thì mày ngu quá, ý nó vậy. Sao ta? À, đúng rồi, như nó có tới hai cái rồi, đúng rồi. Đúng rồi, như này đúng không? I can't reach it. We need a turn some more. Rồi, hiểu rồi. À, giờ đúng rồi, tôi biết rồi. Lên. Tôi biết rồi. Nếu như vậy thì ở đây thì sẽ ném vô đây đúng không ta? Ý là làm cách nào á? Yeti catapult. Can't reach it. We need a turn. Đã xoay được rồi. Trời ơi. Another boom thing. Anh em như cái quần. Uh.
suy nghĩ nha. Giờ phải đi hướng này đi lên đúng không? À đúng rồi, vậy mới đúng nè. Chính xác, quá giỏi, 10 điểm. Quá ơi trời đất luôn. Làm sao nữa? I can't hit the boom thing from here. Làm sao? À rồi rồi rồi, hiểu hiểu hiểu. Thế thế ấy. Yes. Ai? Chú chim. Chim non à. Gì đây? À dễ thương vậy, chú xe thế. What was this? A warship, huh? Thuyền trưởng là ai? Captain Jack Sparrow với ai nữa? À, lên 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 đây này, lên đây này. Đi 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 đi. The cave is right there. We're so close. Ê, ê, trời ơi, không dễ dàng đâu. Lên 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 lên. Lên 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 lên. Thân chương. Rồi 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 rồi. Thân nặng quá. Ê, ôi sao. Ui, trời ơi. Tuyệt vời. That was close. Tuyệt vời mặt trời luôn. And fun. Nguy hiểm mà còn vui nữa, trời ơi. So what do you think it is, Willem? Đúng là những người thích đi phượt. Maybe it's the heart of a giant. Trái tim người khổng lồ. It's buried cũng có thể. Nó bị vùi sâu dưới băng. Đến này có còn đập. Thích thú và hoài nghi. Bớt hoài nghi đi. Qua đây, Willem, nhìn kia. Cái gì ta? À... Ta ở đi trước không chờ tôi vậy. Wow. Yeah. I don't think I've seen these colors in the Freljord before. So cool. Đi mình có loại qua được không? Mình không được đúng không? Như đó bơi được đâu. Để thử 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 thử. Chơi vậy á. À, wow. Đúng là miễn chơi. Tôi không nghĩ mình đã bao giờ thấy được sắc màu mùa này tại Facebook tập tuyên. Tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối thôi nhé. Đừng có tin. Cái gì? Giờ đi sao nè? Ơ kìa đi sao? We're stuck. Now what? Làm sao bây giờ? Bơi qua thôi. Trời ơi, vậy luôn. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Má ơi. Game của mẹ cái ra thế. Ngay về thôi, ăn bụng nữa. Chúng ta cần phải băng qua. Làm sao? Làm sao? Gì đây? Gì? À, biết, biết, biết. Yeti, careful! Ok. What is it look like to you? Trời ơi. We're back and forth.
Ê, nó chứ không liên quan mẹ gì thế chứ chơi. Không được. Nhảy qua là chết liền á. Như thế mặt này chút nữa không? Có chập không? Có nắm không? What does it look like to you? Pendant, it swings! Ông nội ra ông làm gì với biết nhỉ? Đâu được, đâu được, đâu được. Tất nhiên là không được rồi. Có được đâu. What is it going to do? Ở kia sao vậy? Trời ơi sao ta? Go go go! Rồi đi đi đi, let's go. Ok ok. I can't jump from here, Willow. Let me explore a bit. Để tôi thăm thính thêm đã. Hẹn cậu sau nha. Rồi xong. Okay. Mom! Mom, can you hear me? No. You can't. I'm alone. Well, Nanu. Now, Nanu, you come down. Time to breathe. What is that? Rồi, có sói. Willem! Willem ơi! Rồi, chết tôi rồi. Đến lúc đi đường rừng nữa các bạn. Chết rồi chạy vậy hả? Ui trời. Oh no. Chạy sao? À vậy hả? Oh no no no. Wow. Cầm nó rất lớn. Rồi đến lúc rồi nha. Kỹ năng này trời ơi vậy hả? Từ 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 tính tính. Mày nè mày nè mày nè mày nè mày nè. Combo trời ơi. Mày hả tuổi. Quýnh nè. Trời ơi quá đơn giản. Né né né. Sói mà đòi đấu với anh nè. Đòi đấu với anh nè. Trời ơi đơn giản. Cái gì? Đánh đi. Quá dữ. That ice wolf, it looks different, don't you think? I don't know. Đó không biết nữa. Làm nó được ý cơ mình. Did you see that? Cậu thấy cái thứ tối đen trên người không? Không chắc chắn. Thật mời đi cậu tìm thấy tớ. Cưng quá à, yêu lắm á, nha, yêu lắm á, ồ, yêu lắm.
thuật ngữ mới, sói băng rồi thôi, nói chung là biết sơ sơ vậy thôi. Rồi em sao đây, trời ơi coi kìa, đỉnh cao của người biến các bạn ạ. Vui lên, vui lên. Cười, cười. Ừ, được. Được lắm, chú được lắm. Ôi. Rồi tôi lên sao chú? Ok. Yeah, you, a four-armed yeti, have won a climbing race against đúng rồi, cái hát của thi leo núi rồi. How mighty! I see a note here. Yes, Willem, it's Felsonger time. Nó phải sử dụng cái gì, cái sáo đúng không? Làm sao? Làm sao, làm sao? À đây ha, trang bị sáo nhấn rời giữ rời để thổi. Trời ơi giật luôn, bừng ơi mở ra rồi xong. Đi chú. Cái gì vậy, cái gì vậy? Mình cần phải đi lên. Đi đâu nhỉ? I should get up there. Yeti catapult. Rồi, ok. Another song note. Đi chú ơi. Trời ơi. Đây nó thì chắc tôi phải cho tay cầm nó dễ chơi hơn các bạn. Rồi đứng đây nè. Rồi ok. Đọc. Great. Now I can reach you. Thanks, buddy. Làm sao? Ấy, ui rồi ôi dễ. Trời ơi, yes sir. Cái gì vậy chú, gì chú, ý chú là ta. Now to the Winged Mountain, Heart of the Blue awaits. Cái gì vậy? Hoa nở với avatar gì vậy trời. Rồi nó chơi được chiêu nữa. Gì đồng ý. Đồng ý dụng gì? Giờ nó gần hơn. Rồi rồi ok. You're welcome, buddy. Run, chạy đi, chạy đi. Rồi rồi, chạy đi, chạy đi. Oh. Rồi 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 rồi, chạy lên. Ôi trời ơi, hai đứa đuổi con quá. Rồi. Quá đáng. Tôi lại có sức rồi mà. It's there again. And closer. Okay, let's go. Exploring this cave was such a good idea, Willem. You're welcome, buddy. Rồi, chạy đi. Run, Willem! Chạy. Đúng rồi.
Đây mới là chạy nè. Trời ơi, nãy tôi đè ship nó không chạy gì đâu. À, nó bấm nút ship rồi hả? Trời ơi, bấm nút ship. Trời ơi, tôi đè nút ship rồi hơn cái gì á. That's the way forward. Ok. That's a lot of notes. Nhiều nốt nhạc quá. I wonder what they do. Trời ơi, hơi chết rồi. Thôi mày à. Lên đi anh. Cái gì? Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, người ta đang coi giải đố bị chú. Cái gì? Ê, không biết thiệt nha. Từ từ, tí. Sao khó nhỉ? Màn xí, như phải phối hợp hay sao? Rồi, khoan nha. Kia. Tay rép mà giờ tay này sao rép ở kia giờ tay giờ trời ơi mẹ giờ tay R T chứ là T R T R F
cái tiếng nhớ rồi. G G T G G chứ không làm biết G G T G F. Trời ơi quỷ à. Kèm quá nén nữa hãy lộn lại quên. Yeah, I know. You need my spell songer powers. Hello, tôi sao? You're welcome. Ok, đúng là cục mang theo tôi là một gì gọi gì ta? Cục ngã đúng không? Thank you, Willem. Phải 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 trời ơi sao rồi. Ok kết hợp đi gỡ hả. Ok phu chơi cái bố lúc nhà cắt cá quá không có bị đơn giản nhưng tôi làm bỏ biết chứ. Well, Mỹ. I am the son of the mighty bard Laika. Đó là con trai của danh ca Laika, lừng lẫy cơ mà. Tưởng đâu nói Maika, Maika Bluetooth chứ, trời ơi. Rồi rồi, đi 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 đi. Why do ice balls howl like that? Vì sao băng lại tru như vậy? Hungry? Rồi, thôi rồi. Tới công việc. Is a yeti. The size of three Druvasks. Okay, okay. Two and a half. Đơn giản. Yes. Oh, mày hả? Mày nè. Ôi da, đau quá chết tôi rồi. Ui. Wow, được. Đây đây, mày đánh gì đấy gì? Đừng hòng. Đừng hòng. Đừng hòng. Mày nè. Đừng có mơ. Rip luôn, rip anh. Xinh lắm. Ừ. Mày, mày. À, cái đầu tôi bỏ vô. Yes. Ây da. Ây da. Không. On the ice cream. Just like bang. The first ones we saw. Thôi. Down, pal. Rồi đi. What's that? Cái gì vậy? Đừng có sợ. True ice? To be super magical and rare. This is so much. Only the greatest friend. Băng tộc là một trong những gì? Có thể chạm vào chân băng mà không bị tổn thương tới bản thân, với khả năng chịu đựng cái lạnh cắt da thịt, hoặc thể mang theo vũ khí chân băng hùng mạnh. Các chiến binh lẫy lừng xứ Fresot đều thuộc băng tộc. Ok, hiểu. Our heroes have weapons made of true ice, and me, of course, with my flute spell song. À, là mỗi lần đánh nhau tung vũ khí là mọi thứ thành vậy hả? Trời ơi. Hey. Maybe hey, có lẽ trái tim màu lam là từ chân băng đấy. Như vậy thì quá tuyệt. Người ta nói là trái tim băng giá là những người là lạnh lùng đấy, hiểu không? Ui dồi ôi, gì đây? What is this place?
Ngươi đây là gì? Rồi rồi, nó chỉ tò mò thôi mà. Let's take a look mình around. Đi qua đây xem sao. What's up with this Anivia statue? Looks different. Whoa! I've never seen dark eyes before. Không được, không được, cao quá, cao quá. Okay, okay, I get the message. Hát băng. Không, nói chung là đọc cho biết rồi chứ không có làm được gì hết. Hát băng này đúng không? Nói rõ ràng đi. Đây hả? À, phải leo lên đây không? Ê, cậu ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Cái thằng mập mập nó đú đỡn luôn rồi. Người ta đi tìm đường mà nó cứ đú đá đú đỡn. Trời ơi coi kìa. Trời ơi, tôi đi kiếm chỗ đến đường mà thấy mẹ luôn. Còn ổng ngồi đó. Lên nè, đâu lên đâu. À đúng rồi. Không được. Khó lắm. Cảm giác. Rồi khó lắm. À đây nè, nè. Trời ơi. A little help, buddy. Going up. Ôi giời, ôi giời ơi. Làm sao? À đúng rồi, đây, đây. Rồi, hay. Ánh sáng chiếu vào rồi. Rồi, sao ánh sáng mát Lenin. Look at that. Ok, I see. Làm sao? There's something wrong with this song. Maybe if we lick the notes. Bút máy nhạc này. Phải thuộc cái nốt nữa hả? Trời ơi, khó dữ à. À, thế à. Hình như là theo trình tự á các bạn. Đúng rồi, hình như theo trình tự á. À, biết rồi. It's moving. Hey, Wilma, can you get on that platform? Từ trở lên nè. À, không đúng, không đúng. Vậy mới đúng nè. Lên. Ủa. Hình
nhớ rồi mấy cái. Rồi ôi nó easy thế, easy thôi. Xong. It's complete. Now I should play the song. Trời khó vậy luôn hả? Trời ơi. Không. Mang nghe về tôi ghi cái giấy vậy đó. Tôi chết tôi rồi. Trời ơi, tôi chết tôi. Khoan tôi mở cái note này rồi. Đâu ta? G, cái này là G đúng không? G, không, cái này có nút G. T. T nè. T. Kết hợp lại mà. Rồi rồi rồi. Rồi. No. Đây. Rồi, ok được. Trời ơi, nhạc hay quá các bạn ơi. Kinh ngạc. Tôi rất hào hứng. High five. Trời ơi, bạo lực quá. Because for my people, the Nautai, Anivia is the mother of all. She oh, yes. Love being here with us. Game mới ra hơi hơi lắc các bạn. Sao nữa? Yes. Rồi, you know, ok. After seeing her statue, I've been thinking, well, how big is Anivia? Look up. Rồi, ok, let's go. Rồi, ok. What do I see? I see the sky. And how big is that? Oh yeah. Well, it's huge. Okay. Oh, I understand. Wow. Well, thấy rồi. Trời ơi, chơi vậy luôn hả? Trời ơi, game vui vãi. Ui, trời ơi. Ôi da. Đau quá. Cô chưa, cô chưa. Ui. Ôi trời ơi. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Nhảy, 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 nhảy. Ôi da, xuất sắc luôn. Nem 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 nem. Tiền quay, tiền quay. Trời chơi trượt tuyết thật là thú vị. Ây da. Đau quá. Đi 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 nhanh lên. Rồi 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 rồi. Ây da. Chết rồi, đau quá. Wow,
Cứ chưa, cứ chưa. Ôi, đợi, 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 rip. Ê, ê, cứ chưa, cứ chưa. Ngay. Bấm. Trời, trời. Lên, 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 lên. Nhanh thử không? Rồi, rồi, đi, đi, đi. Ui. Coi chừng đây. Coi chừng. Ây da. Rồi, nước luôn, nước lên gió. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Ui da, lại nữa. Nhảy sớm quá là chết đây, coi chừng. Ây da. Phi vào cơn gió. Con mắt của Rezos. Ây da. Cái quẹ vậy. Dạ dạ dạ. Ôi no 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 no. Ai nữa rồi. Trời ơi, cảm giác mạnh thật sự luôn. Rồi rip. Coi chừng, coi chừng, coi chừng rớt dưới. Ây da. Ừ. Rồi rồi rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Được. Tuyệt vời. Ôi. Ê, ê, trời ơi, ôi, 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 chết rồi, chết rồi. Rồi, let's go. Mẹ ơi, quá mạo hiểm luôn. Woohoo! That was awesome, Willem. Tuyệt vời, Willem. You kidding me? I just slid on the last Yeti's back. Nobody gets to do that. Cái này là... À, biết rồi. Đấy. Đúng không? Vậy là... Đây là... Để sao nữa? What the fuck? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lộn. Ngáy. Ừ. Rồi. Đâu ta? À, dữ đúng không? Ây! Quá ghê gớm. Còn đây là Florentino. Florentino. Làm sao, làm sao, làm sao? Ây da! Mưa ống kề bài tức quá. Má báo anh ghê luôn á. Đúng chưa? Willem, I was wondering, why haven't we ever found others like you? What happened to the Yetis? I'm sorry, it's okay. I was just curious. Alright, let's go. Rồi, mùa thu luôn rồi. Trời ơi, đây có lá mùa thu vậy. Willem, could you let me use your magic? I really want to freeze some stuff. Thấy à? Dữ à? Ấy! Ấy! That was cool! Ok ok. Ta ta. À đây đây đúng không? Rồi rồi rồi.
Yes sir, đúng rồi em ơi. Sao nữa? Cái gì? Mommy has a story about porn. Nói xuất sắc. The demigod and an avian girl. After digging up the valleys of the Freljord, he created the snow to go on top. Right! Like icing on a cake. Imagine being able to create snow out of nothing. We can have snowball fights whenever we like. Freeze them! Yup! Hey. Hey, whoa, whoa, whoa. Quá dữ. You know that dark ice we saw all over the Anivia statue? Do you think that's what's making the ice wolf so angry? No, 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 not the statue. The dark ice. The black stuff growing on the ice walls. Sure looked the same. And Mom always said dark ice was bad. Real bad. Forget about it. Tao bảo không bận tâm. But nếu hát quan là dark guys, that's not hát quan giờ cô tốt rồi phải không? Right? Thì cái gì cũng có disc đá chứ. Cái gì cũng có disc đá chứ. Can't catch up. Look, that's a no tie wind shot. Cái gì đây? We use them to teach songs. Sao? Sao nữa? Rồi. Làm sao? Cái gì vậy? Này, cái này đúng không? Rồi, rồi, hiểu rồi. Cái này vô đây, cái này ngoài này. Rồi, hiểu, hiểu, hiểu. Bài nhạc gì thế? This song was about nói về nơi này. Really? Nhớ về những người ra đi mãi mãi. Đã mãi ra đi. Vì một người đi mãi chắc sẽ không quay trở về. Vì chuyện tình này thành chia đôi. Người kia ở trốn xa. Tôi cho em hạnh phúc trên đời. Đúng bài nhạc luôn còn gì nữa. Đó gì ta? Rồi 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 rồi, mùa thu rồi. You think this is a good place to make a camp? Trời. Great, I'll make a fire. Then I might work on that song I've been writing. But what about us? Willem, I've been working on our song. Should I play it? Sáng mẹ hát của chúng mình. Còn muốn nghe sứ. Hăng hái, trời ơi, tôi biết nhạc các bạn. Bây giờ tôi vừa mới sáng tác một bài nhạc. Bạn hãy cùng nghe nhé. Trời. Đồ rê mi pha. Đồ rê mi pha son ta si đô. Trời ơi nhạc hay quá. Mời đếm. Đó coi bạn tuổi nhảy kìa. Thanks, Mom. I never remembered it. Mom taught it to me. I used to do that with Mom, you know. We always sang together. Yeah, she was. She is. Yeah. You know what? Còn nó đúng đấy. It's funny. Buồn cười thật. As long as I'm looking for the heart of the blue, đi tìm trái tim màu lam, nó càng thấy mẹ gần hơn. Somehow. Bằng một cách đó. Thích okay. Lại. Được rồi, được rồi. Mom wants me to find the heart of the blue. Mẹ muốn tớ tìm trái tim màu lam. Là tớ sẽ làm thế. Thanks, Willem. I couldn't do it without you, buddy. Trời ơi, một tình bạn đẹp các bạn ạ. Ôi dồi ôi.
Can you tell me more about the heart of a blue one? What do you want to know? Còn what does it do exactly? Nó được là is it gì? Like giống như a weapon? Không? Yes, đúng. In a way. Theo oh, một cool. cách nào đó. Is it quá. No one ever taught me to use a sword. It's not a sword. Nó không phải là kiếm đâu. Think of the heart of the blue. Coi cái màu lam như một ngọn nến. A candle? When evening falls, khi mà đêm buông cái lạnh đùa vào, chúng ta sẽ làm gì? We light a campfire. Chúng ta tắt lửa. Exactly. Mình sẽ. We fight the cold. Chúng ta dùng hơi ấm để xua tan cái lạnh. Dùng ánh sáng để soi tỏ bóng đêm. Người No Tai vẫn luôn làm như vậy đấy. Và đó chính là cái tim màu lam. Nunu ạ. A fire for the darkness, a candle for the night. Mom, you always do this. Do what? You never give me a straight answer. You always want me to figure out for myself. Maybe that's the best way to learn. Maybe the best way to learn is cái ông gì đứng quan sát vậy? The winged mountain, Nunu. You'll find the answers you seek. Cái gì vậy? Tôi đang cả mộng luôn hả? A Nota caravan. Xe vô một nô tai. Nhà của mình. Có chuyện gì vậy? What's going on? Chạy qua hay không? Hello? Hello? Mom? Mẹ ơi! Mom! Mẹ! Đừng xa con mẹ ơi! Con yêu mẹ! It's me! Là con đang nuôi đây! Đợi đã! Wait! Sao mẹ bỏ con đi vậy? Mẹ ơi! Ôi mẹ! Đừng mà mẹ ơi! Con đây nè! Mom! Từ từ mẹ ơi! Mẹ đây rồi. Ánh sáng gì đây? Do you see the light? Còn thấy ánh sáng không, Nunu? Mom, I hear you. Mẹ, con nghe thấy mẹ rồi. A fire for the darkness. Ngọn lửa xua tan bóng tối. Getting closer. Tôi đang tới gần đây. Find the heart of the trái tim màu lam, phải tìm nó. I can do it. Con làm được mà. À, xe vô một hả? Ôi ôi. Cái gì vậy? Chào ôi, giấc mơ của tôi nhắc tới chưa đây, sợ hãi. Bóng tối tưởng chờ bất ẩn, ẩn chứa bên chứa bên ngoài đó. Sợ yếu đuối, sợ sự mất mát. Ta chẳng thể đắm chìm quá lâu trong giấc mơ của đám phàm nhân. Nếu như tôi nhóc đó và đứa bạn đi của nó đang trên tận nơi, ta biết rõ như lòng bàn tay. Chúng ta đang tìm một thứ không bó thần kỳ từ cái trái tim màu lam. Chúng đang tìm. I'm almost certain this is linked with the Yeti's magic. Tôi dám chắc thứ này có mối quan hệ với phép thuật của Yeti. The power to make tạo nên chân băng. Ice. The same true ice. Chính là chân băng mà ta dùng được suốt thế giới năm xưa. So long ago. And true ice I need. Chân băng mà ta cần. Rất cần. The wall I built with true ice is falling. Chân băng vàng đang dần sụp đổ. Deeper and deeper every day. Trời ơi, bỏ đi bạn hát băng luôn à. And behind that dark wall, you're there. My oldest foe. Kẻ thù truyền kiếp của ta. The void. If you break through, it will be the end. You will devour the world. Cái gì đây? But this Yeti could be my blade against you, and I'm planning to wield it soon. Tạm thời nữa thôi. Trời ơi, coi kìa. Ngủ hồi là mát sáng chân luôn. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? Có sói kìa. Úi dồi. Úi dồi ôi. William đâu rồi? Oh no. William. William. William.
Rồi xong, có ma luôn. Mày nè, biến đi, biến đi. Rồi, ok, nó chờ rồi. Ừ, ấy da. Ây da, ây da, ây da. Mày nè, biến. Đúng rồi. Trời ơi, phi địch mông nữa hả? Ây da. Yeah. Ôi lại kia nữa. Ôi cái gì đây? Ôi ôi to thế, trời ơi to vậy. Tương lộng tàu sát mạnh nên phá vỡ kia. Rồi. Đừng hòng. Đừng hòng. Mày hả? Đừng hòng. Đừng hòng. Đừng hòng. Ai da, đâu mà. Rồi xong. Ok. Ở kia. Ở kia sao đây? Cái nhiều thế. Wow. Thế thôi. Chung chiếc thằng này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chú kịp luôn á. Bỏ chồng là trong game liên minh đúng không các bạn? Rồi bảo vệ sứ Phesos. Ấy quen nha. Đúng là ta đó. Đây đứa ai? I'm Nunu and this is my best friend. Đúng là đẹp anh của cháu. What brings you out here? Freljord is wild. Not safe for children. Anh chú mạnh dữ à. We're looking at the heart of the blue. Maybe you know where it is? My mom told me it was at a winged mountain. Brom knows nothing of this heart of the blue, but a winged mountain, you say? Come, follow me. Dạ, tới luôn rồi hả? Rồi, chính xác rồi. We know where the mountain is. Bad news, it is impossible to get there. But we need to get to the mountain! No, what we need is mighty stew of heroes. Nó bụng rồi. A stew? Món hầm ư. Đúng vậy, bí kiếp ra stew đặc biệt mà mẹ ta truyền lại. Trời ơi, vậy này khoảng uống. Đang tìm đường rồi. Mother's recipes are always magic, little one. But not like that. No. Eating stew will give us time. Time to think of the solution to the problem of the blizzard. So, what's in it? Where do we get the ingredients? Brom must capture giant boar, gather vegetable from deep underground, and wrestle deadly poison worm for seasoning. There's no big deal. Wow. It's like a quest. So what about me and Willem? You and the giant Boro here, you will go and bring cauldron from the abandoned camp, just down in the valley. A cauldron? Is that it? Oh, come on. This is quest. Will you accept it, little hero? Sure. Young, and you? I guess. Yes. Then, with quests complete, we will meet back here to share stories of our incredible adventures. Let's go. Yeah. We get up. Fetch your cauldron. Đi hơn. Ok thì chắc nay mình up sớm rồi các bạn. Cũng chứ cũng hơn tiếng rồi. Nên tầm sẽ tiếp tục chơi game này các bạn. Tại mình nghe nói game này đâu đó từ tầm 5 tiếng coi như xong rồi. Nên cái gì để mai mình đánh tiếp các bạn nha. Ok cũng cảm ơn các bạn đã xem của mình. Hẹn gặp các bạn các video sau nha.